Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay chúng tôi làm cái video này để chúng tôi thông báo với các bạn là cái sen bơm Phạm Quang này hàng nó đã tiếp tục về. Các bạn cũng có thể biết được cái sen bơm Phạm Quang MH này chúng tôi đã giới thiệu với các bạn qua rất là nhiều video rồi. Và cái hàng của nó, các bạn nếu mà ai đã quan tâm đã liên hệ với Điện Máy Bình Sơn thì đều biết là hàng của nó đã bị hết tương đối lâu và bị gián đoạn tương đối lâu. Và hôm nay thì tiếp tục hàng nó lại về. Và số lượng về lần này cũng không quá nhiều, chỉ có 50 bộ thôi. Do chúng tôi vừa bán lẻ vừa bán buôn nên là cái số lượng hàng này nó bị ngưng một thời gian, nên là bây giờ khi hàng về thì nó sẽ rất là nhanh hết. Hôm nay chúng tôi đăng clip này để cho các bạn, những cái người tiêu dùng, những cái bác mà có nhu cầu thì liên hệ ngay Điện Máy Bình Sơn để có thể giữ hàng và mua được cái hàng và mua được cái sản phẩm ưng ý. Cái sen bơm này thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn quá nhiều rồi. Về chất lượng của nó thì các bạn có thể thấy được, chiếc này thì nó chạy dây Cura. Tức là chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta lai qua dây Cura kéo, thì các bạn có thể sử dụng theo motor hoặc là theo những cái động cơ nổ ấy, thì nó sử dụng dây Cura bản hai rãnh bản A để chúng ta có thể rất là sử dụng rất là linh hoạt đối với mọi các cái động cơ đều có thể sử dụng được. Rồi cái sên đĩa này của nó thì các bạn có thể thấy được cấu tạo cánh dẹt buồng hẹp, do đó là nó có khả nó thiên về khả năng hút sâu đẩy cao chứ nó không thiên về công việc là để các bạn hút lưu lượng. Cái cổng vào thì các bạn có thể thấy được chi tiết, chúng tôi sẽ zoom kỹ cho các bạn. Thì cái cổng vào như này là cổng vào 49 tức là 49mm, nó tương đương với 4,9 phân đấy ạ. Còn cái cổng ra này thì các bạn có thể thấy được kích cỡ của nó là 42, tức là khi cái lượng hút và cái cổng hút vào nó rộng hơn và cái cổng ra nó hẹp hơn thì nó để cho cái cột áp nó cao hơn. Theo những cái sen bơm bình thường, theo những cái sen bơm zin ở những cái máy bơm nước thì cột áp có khả năng đạt đến 30m, nhưng mà riêng với cái sen này nếu các bạn sử dụng động cơ lớn phù hợp với cả công suất, phù hợp với cả cái sen này thì khả năng cột áp của nó lên đến khoảng 50m. Đấy là theo thông số của nhà sản xuất nó đưa ra. Nói lại một lần nữa cho các bạn để các bạn có thể hiểu được hơn, thì cái sen bơm Phạm Quang này nó do Việt Nam mình, do công ty cơ khí Phạm Quang gia công và sản xuất chứ không phải là hàng Trung Quốc các bạn nhé. Cái hàng này nó làm bằng gang rất là dày, chúng tôi sẽ quay rất là chi tiết cho các bạn thấy từng thứ của nó rất là dày dặn luôn. Đây các bạn thấy cái cổng họng ra này rất là dày, rồi là những cái gông sên của nó rất là dày. Cái dáng của nó theo dáng văn thể, nhưng mà cái này nó nhỏ hơn văn thể một chút, nó không được dày và nét bằng văn thể, nhưng mà nói chung là nó sử dụng sẽ phù hợp với cái động cơ nhỏ hơn văn thể. Thì theo những cái động cơ lớn, văn thể thì nó chuyên về sên hơn, nhưng mà Phạm Quang này nó cũng là một trong những cái lựa chọn tốt cho các bạn, cho các bạn bác nào có nhu cầu nó ở mức độ vừa phải. Ngoài cái sên lắp lai dây Cura này, chúng tôi còn một loại sên nữa là sên lắp trực tiếp. Thì cái cốt của nó bắt thẳng vào luôn cái trục của cốt dinh. Còn cái này thì nó lai, các bạn thấy không, cái buli đây thì nó sẽ lai qua cái đây, cái buli này thì nó sẽ kéo vào dây Cura để các bạn có thể chạy vào những cái motor 1,5 ký trở lên, hoặc là những cái động cơ 5.5, 6.5, động cơ dầu, cái gì cũng có thể lắp được, các bạn lên giá rất là thuận tiện. Đấy các bạn thấy không, chân đây, những cái thiết kế của nó các bạn lưu ý hộ tôi nhá. Nhiều bạn cứ kêu là đắt rẻ thì các bạn lưu ý, các bạn liên hệ, các bạn phải so sánh đúng cái mẫu mã này. Nếu mà các bạn, nhiều bạn bảo 600-700 nghìn thì các bạn lưu ý hộ chúng tôi với là nó phải là sen Phạm Quang, các bạn không, các bạn hiểu ý không? Tức là nếu mà chúng ta muốn so sánh đắt rẻ thì chúng ta phải search là đúng là cái sen Phạm Quang ở chỗ khác bán bao nhiêu ở Điện Máy Bình Sơn thì các bạn mới biết được là đắt với rẻ, chứ các bạn không thể nào so sánh với một loại hàng sản phẩm khác, chất lượng khác, không các bạn kêu là giá nó rẻ hơn mà chúng tôi bán đắt hơn, như thế là rất là bất công các bạn nhá. Thì các bạn lưu ý, muốn là các bạn muốn biết giá đắt rẻ thì các bạn tìm đúng cái sen Phạm Quang như thế này, xem ở nơi khác bán bao nhiêu tiền, Điện Máy Bình Sơn bán bao nhiêu tiền, đó thì mới có cái cơ sở và căn cứ chúng ta so sánh giá cao với thấp. Còn cái sản phẩm nào cũng thế thôi, nó cũng đều có cái mức giá của nó. Các bạn muốn mua sản phẩm tốt thì không thể nào đòi hỏi giá rẻ được đâu. Đấy, cái sản phẩm này nó rất là phù hợp với cả nhiều nhu cầu của nhiều người sử dụng. Do đó cái lượng hàng chúng tôi về rất là nhanh hết. Các bạn cũng biết rồi, nhiều bác gọi điện đến nó gián đoạn hàng liên tục rồi. Đây là cái vú bơm này, các bạn lưu ý chạy một thời gian thì các bạn nhớ phải bơm mỡ vào đây nhá, để nó chạy vào cái bi của trục này, sên này, cánh của nó rất ok. Cái này nó chất liệu kiểu như dạng gang, máy nó rất là nặng. Đây là buli nó có vặn một con ốc lục cá đây, khóa hai đầu. Nói chung là sên này ok đấy. Giá thì chiếc này đang có giá đang bán tại Điện Máy Anh Sơn là 1,3 triệu các bạn nhá. Còn nếu mà cái sên mà lắp trực tiếp ấy
thì giá nó rẻ hơn. Vấn đề xuyên Line Jaguar. Ok. Cái này lên giá thì các bạn lên có một cái giá thì các bạn lên như bình thường thôi. Đây nó có bốn ốc bắt chân này. Nói chung là rất là tiện. Hàng này nói chung là giá rất phù hợp rồi, nó rẻ hơn bơm van thẻ rất là cao. Rồi. Nếu các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ điện máy Sơn 0961349345. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vui lòng like, subscribe, đăng ký, bật chuông theo dõi để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của điện máy Bình Sơn về, cũng như cập nhật những video mới nhất của Bình Sơn up lên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.